Tức là bây giờ nếu để anh Tấn chọn ra cái điểm tốt nhất của chị Thơ và cái điểm mà Xấu nhất tật xấu của chị Thơ, anh sẽ chọn điểm gì? đấy là nóng tính, cái sự nóng tính, mất kiểm soát. Tấn thì có nhiều mặt ưu điểm đấy, thì rất là chìm chu trong cái việc gia đình công việc, còn một cái việc nữa mà bao nhiêu người vợ mơ ước, trời ơi làm được tiền không tiêu mấy cho hết cho vợ con. Ôi rồi em ôi nói thật ngon thực sự đó, em bắt đầu ngưỡng mộ vợ anh là em không nghe nhưng mà gia đình bố mẹ em có nghe. Bác rất hay nghe đèn đỏ. Trọng Tấn với cả Ánh Thơ ạ. Ánh Thơ Trọng Tấn. Tình ta cái gì ấy ạ? Tình ta của cả không sao. Và côn trùng và băng qua ơi hò ơi. Vâng, như vậy là quý vị khán giả đã thay Thụy Vân giới thiệu về nhân vật trong trò chuyện ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, nghệ sĩ Ánh Thơ Trọng Tấn. Chắc chắn là với hai nghệ sĩ thì phải có một lời chào khác với những lời chào của hai người khác. Một bài hát mà hai người đang nghĩ trong đầu để dành cho khán giả chủ động 20 giờ. 3, 2, 1, tình ta biển bạc được say sóng. Chắc chắn phải là ca khúc đó. Anh sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng, chắc là một khúc điệp khúc nhỉ? Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển sâu mà muôn trùng mà băng qua ơ hò hò ơi hò đây ruộng đồng ta vun trồng. Hò ơi hò nơi biển trời kéo lưới nào. Vâng, quả là một lời chào rất là đặc biệt của cặp song ca thập kỷ. Điều gì đã gắn kết hai giọng ca với nhau trong cả thập kỷ đến như vậy ạ? Anh Thơ và Trọng Tấn thì cùng quê, cùng tuổi và cũng đã trải qua một cái thời gian rất là dài gắn bó với nhau. Mà đi đâu thì hai bạn cũng đều được yêu cầu những bài hát như Tình Ta Bạc Đằng Xanh trên chương trình Người Đơn Ca được bốn mùa xuân rất nhiều bài. Và cho đến bây giờ thì quý vị khán giả vẫn rất là yêu mến hai bài hát này với nhau. Thế còn với anh Trọng Tấn thì sao? Trọng Tấn và anh Thơ được mọi người nhắc đến như là một cặp song ca, nhưng thực chất thì Tấn với Thơ lại là hai nghệ sĩ đứng riêng, đơn lập. Và trước đó thì không có ý tưởng gì về song ca cả, dù rằng là biết nhau từ thời còn ở Thanh Hóa rồi cho đến ra Hà Nội học cùng nhau, nhưng mà chưa hề có một cái ý tưởng gì đến đột nhiên có một cái Tình Ta Biển Vào Đồng Xanh. Có thể nói rằng là đó là một cái nhân duyên kéo dài thêm cho cái sự nghiệp. Lại với cái live show sắp tới của anh chị đi ạ, ai là người đã đưa ra ý tưởng là chúng ta sẽ cùng làm chung một cái live show này? Thực ra thì đây là cái live show thứ tư. Nó thật sự là cũng có nhiều khán giả yêu cầu và hai Tấn lâu lắm không thấy làm lại. Cái live show mà gần nhất là năm 2016, cho đến tận bây giờ thì nó cả một quãng thời gian cũng khá dài. Đúng là cảm ơn một cái bữa tiệc trà với nhau, thì mời nhau uống trà thôi. Thế rồi cũng bật ra một cái ý tưởng và gió lòng trời xanh chim hót qua đưa hương tất cả tình ta nâng gương ta lên rằng là cái việc mà quay trở lại lần này cũng là hợp lý cho cái mùa thu năm nay. Vâng, mà em nghĩ rằng cái con số 20 cũng là một con số rất là ý nghĩa. Vậy thì cái điều đặc biệt gì mà chỉ có đến đây mới nhận được thôi? Không biết là có được vận khí ở đây không? Vâng, đợt vừa rồi thì anh Thơ có hát ở trong cái chương trình Giao Lộ Thời Gian, hát một cái bài rất trẻ của và em rất trẻ. Gần mình em cô đơn thế sao anh ơi, chỉ mình em thôi. Lần này cũng mạo muội kéo cả Tấn. Thơ lần này còn bị trèo đến tận trăng cơ. Trọng Tấn thì lần này lại còn quay lại với cái thời tuổi đôi mươi.
chắc chắn là khán giả sẽ có rất nhiều điều để chờ đợi trong cái live show đặc biệt này. Bây giờ em có một câu hỏi khó hơn một tí đây này. Tức là bây giờ nếu để anh Tấn chọn ra cái điểm tốt nhất của chị Thơ và cái điểm xấu nhất, tật xấu của chị Thơ, anh sẽ chọn điểm gì? Đây là nóng tính. Cái sự nóng tính mất kiểm soát. Nóng lên thì hay thi thoảng có vài câu hơi bị quá đà. Hơi quá đà, thôi ai mà thích nghe là bảo thôi em cứ tự tin như thế. Chết với chị Thơ. Cái tính tốt nhất mà anh cảm nhận được ở chị Thơ là gì ạ? Thơ thì rất là mộc mạc, không để lòng để dạ với ai cái gì. Nói chung là cũng là sống tốt với mọi người. Tấn thì có nhiều mặt ưu điểm. Đấy, thì rất là chìm chu trong cái việc gia đình công việc. Còn một cái việc nữa mà bao nhiêu người vợ mơ ước. Trời ơi, làm được tiền không tiêu mấy cho hết cho vợ con. Ôi dồi ôi, nói thật. Đó, em bắt đầu ngưỡng mộ vợ anh là. Sướng không? Dạ. Em nghĩ ở trên sóng truyền hình người ta không dám nói đâu. Ừ, nhưng mà có quỹ đen thì chết. Không, không, không có, không có. Trời ơi. Đấy là hai tính tốt, thì còn hai mặt tật xấu thì sao? Chỉ có công việc với vợ con thôi. Thế còn cái việc ví dụ như là đi giao lưu với bạn bè các thứ thì lại đang hơi ít. À đấy, đấy nhà anh là anh phải... Có đúng không ạ? Bạn nói không bao giờ oan cho người khác. Đấy là công việc ạ. Một đặc biệt có một đặc có một. Còn gì nữa ta? Ăn nhiều. Em nhìn con người này mignon nó không ăn nhiều lắm. Ông này ông ăn nhiều đấy, bởi vì là ông bảo là nếu mà không ăn thì ông không hát được, vì ông nếu em biết rồi, ăn nhiều nhưng không béo. Đấy là thật xấu. Đúng là một cặp song ca thập kỷ, họ rất là trân trọng nhau, rất là hiểu nhau, và thậm chí là còn hiểu cả những cái tính và tính xấu của nhau nữa cơ. Và thử thách của Chuyển động 24 giờ đó là hai nghệ sĩ của chúng ta sẽ hát bài hát Si Tình. Wow. Điệp khúc đi nhỉ. Ok. Sẵn sàng rồi. Thuộc lời luôn. Cái đoạn mà giây phút em gặp anh ấy. Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết anh si tình. Tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Đưa bài này vào sâu nhỉ. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn rất sâu sắc tới tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ cho anh Thơ cũng như Trọng Tấn. Và hãy nhớ đến với live concert Trọng Tấn Anh Thơ 20 năm vào đúng ngày 20 tháng 10 ở tại Cung Việt Show. Vâng, thay mặt cho khán giả Chuyển động 24 giờ xin được cảm ơn hai nghệ sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc cho live show của chúng ta sẽ thành công rực rỡ, đặc biệt là đón nhận thật là nhiều tình yêu của khán giả. Và chúc cho con đường nghệ thuật của hai nghệ sĩ sẽ ngày càng thăng hoa. Cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.